À, lúc trước á, thì Fastboy á, có cho Hana xài sử dụng Gojek eSystem ở đây, và hôm nay nữa thì đến đây dụ Hana xài cái máy này. Tên staff nào làm cái gì nè, bao nhiêu tiền nè, total bao nhiêu nè, approve cái mail đó, rồi có promotion áp dụng trong này luôn. Mà có nhiều option quá thì tại sao mình không có lấy, đúng không? Hello mọi người, Hana là chủ tiệm nail của Plush Nail Studio, tiệm ở nằm của khu Vibe Village. À, lúc trước á, thì Fastboy á, có cho Hana xài sử dụng Gojek eSystem ở đây, và hôm nay nữa thì đến đây dụ Hana xài cái máy này. Sau khi được mấy bạn hướng dẫn cho để mà mình coi cái system như thế nào, mình xài nào, thì Hana thấy nó rất là tiện dụng, bởi vì nó nhỏ, mình có thể đem đi vòng vòng. And then mình có thể ok, vậy mình cứ thử trước đi ha. Bây giờ mình sẽ thử với cô Kelly, khách của ngày hôm nay. Ha, cô ấy tới, cô ấy muốn làm một cái tay regular thôi. Mình confirm bằng anh nào phạm ở đây. Và cô đó muốn làm một cái pedicure nữa. Cô đó muốn làm cái signature pedicure. And then bạn Anna sẽ take care. Ok, sau khi cái service này xong á, thì mình sẽ kiểm tra cái total của She ha. Sau đây mình sẽ áp dụng cái promotion. C sẽ có cái custom, C có percent off là 10% off, bởi vì C là khách hàng đã C quay lại. Ok, and then ở đây mình sẽ total là có phần promotion rồi, cô ấy sẽ trả bằng credit card. Mình sẽ click vô đây, mình complete order, and then cô ấy cho 20% đồng tiền tip. Ok, mình ở đây. Ok, điều đặc biệt ở đây mình có thể sử dụng tất cả các loại thẻ, mình có thể sử dụng được Apple Pay luôn ha. And then sign here. Done. Đó là total xong cho một cái. Đây là cái ticker để mà nó send out ra, mình có thể đưa cái này cho khách. Trong đây á, thì nó sẽ show cho mình giống y như một cái red card bình thường ha, có tên staff nào làm cái gì nè, bao nhiêu tiền nè, total bao nhiêu nè, approve cái mail đó, rồi có promotion áp dụng trong này luôn ha, rồi total tip có luôn, and then total. Trong đây nó có option void refund if something happen, mình trả tiền khách sai hay là mình muốn thay đổi một cái gì đó đó, thì mình sẽ có cái option void hay là mình có cái refund luôn. Rồi sau khi mà sử dụng cái máy này á, sometime tiệm của Hana bận thì họ vô họ quên check in đây, thì đây là cái máy để họ có thể tự check in luôn. Mình sẽ đến từng station, mình đưa cho người ta, mình check out tại chỗ luôn, người ta sẽ thấy những cái trong đây promotion nè, người ta sẽ thấy luôn, and then total bao nhiêu người ta thấy luôn, và tất cả người ta sẽ sign trên cái máy này luôn. Rất là nhỏ, rất là tiện mà có nhiều option quá thì tại sao mình không có lấy, đúng không? Về cái chuyện làm lương mỗi tuần cho thợ của mình á, thì hàng tuần mình sẽ tính tiền lương, nó total hết, ai làm gì làm gì làm gì, bao nhiêu tiền nó sẽ total hết, rất là tiện cho mình làm lương, ai cũng bận hết, save thời gian được thì rất là tốt. Sau khi sử dụng thì Hana rất là thích, mà maybe Hana sẽ theo sử dụng máy này. Cảm ơn mọi người.